Hun Sang ở Việt Nam muốn thành sao Hạng A, nhanh nhất là làm hoa hậu. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với The News và hãy cùng với mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Lần đầu tiên tại Hoa hậu Việt Nam, talk show series về hoa hậu được tổ chức và phát sóng. Chương trình gây chú ý khi có các khách mời là loạt hoa hậu, á hậu và những nghệ sĩ nổi tiếng khác cùng tham gia xuất hiện. Tập đầu tiên của chương trình gây sốt bởi dàn khách mời là các hoa hậu đình đám có sức ảnh hưởng nhất trong cộng đồng, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, bà trùm hoa hậu Phan Kim Dung, đặc biệt là hoa hậu Hương Giang trong vai trò host của chương trình. Chủ đề của tập 1 cũng là chủ đề đỉnh của chuỗi talk show lần này, có nên thi hoa hậu. Chia sẻ về động cơ đi thi hoa hậu, Hương Giang thẳng thắn. Chị thi hoa hậu là muốn đổi đời. Với kinh nghiệm hoạt động showbiz nhiều năm, Hương Giang cũng đưa ra nhận xét. Ở Việt Nam, cách nhanh nhất để trở thành ngôi sao Hạng A là làm hoa hậu. Tuy nhiên, để giữ được độ hot, các hoa hậu vẫn phải hoạt động miệt mài, tích cực, nếu không những thế hệ nhan sắc mới sẽ nở rộ lên và không gì đảm bảo được sự nổi tiếng cho các hoa hậu. Qua talk show, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Lương Thùy Linh cũng bất ngờ chia sẻ cơ duyên mình đến với các cuộc thi nhan sắc và hành trình chinh phục chiếc vương miện của mình. Đặc biệt, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thừa nhận cụm từ hoa hậu nhạt đã theo mình khá lâu và cô cũng khẳng định mình không nhạt và có những phản hồi đầy thuyết phục về nhận xét này. Không chỉ khai thác những câu chuyện, quan điểm từ hoa hậu Mỹ Linh và Thùy Linh, Hương Giang còn đặt ra câu hỏi khó cho bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung. Hoa hậu từ xem vàng ra thường một màu và nhiều người nhận xét là nhạt, đó có phải là định hướng của công ty không? Bà trùm hoa hậu cho rằng đây là câu hỏi ác, nhưng chị lại rất thích vì nhiều fan sắc đẹp, truyền thông cũng quan tâm và đây sẽ là cơ hội để chị giải bày. Bạn có đồng tình với quan điểm có phần rất thực tế và hơi phũ phàng này của nàng hậu Hương Giang không? Chia sẻ ý kiến của bạn bên dưới video này cùng với The News nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!